chắn các bạn sẽ biết là cốc rất là chua luôn. Mà hiếu ớt chua này thì ai chịu nổi không? Nhìn À, cắn thử một cái nha. trời tao bạn tôi quá chua lắm bạn ơi. Chua mà cay lắm. Không thể ngừng được. Ở quay mày ăn đồ gì à? Ăn đồ gì à? Đồ gì à? Tình gái chứ. Đây mời các bạn nha. Ăn thử rồi, chưa ăn nữa. Đây thanh niên ăn nguyên con cá lóc khi được 50.000 lượt đăng ký nha bạn. Là cài. Ngon, ngon con cá lóc không? Ngon. Ngon cá lóc luôn á. Đây bạn. Đây. Mời cả nhà nha. Cay quá. Cay quá. Cay quá. Ngon, béo. Cốc non thì ngon hơn bà. Cốc già ăn bỏ cái hộp. Mình nghe không được. Mà cay quá. Ôi trời ơi, uống nước càng cay các bạn, vui lắm rồi. Trời ơi, nó ăn mà nó chịu. Nó cay quá là ăn luôn. Này. Ngon. Ghê mà. Bữa nay mình làm món cốc lắc siêu cay. Ăn dữ hơn mấy anh bên Thái nữa. Đó, giờ đâm ớt các bạn coi nào. Đưa đây, lắc. Cái này khó đâm quá. Đây là khâu chuẩn bị tách nha. Đúng rầu, đây là khâu nướng. Có ai đem phòng quét không? Để đó một hồi nữa. Tôi em nè. Không muốn qua. Tôi. Ủa hai nước nó gì đó? Đúng ra một kẹo. Đi rồi. Đi rồi, đi rồi. Ý, nồng nó mũi quá. Cái giới thiệu gì vậy? Tách cấp. Tách ra từng miếng nó dễ thấm hơn. Cái hồi mình trộn ớt mình lắc ớt nó dễ hơn. Người ta lắc trong cái bô, mình lắc trong cái nồi. À, là mình sẽ lắc. Dã nhuyễn 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 à. Nào sẽ làm ẩm thực. Ẩm thực siêu chua, ẩm thực. Ẩm thực mà lấy ly nước miếng của người xem. Mà lấy nước miếng người xem. Ai xem cũng phải chảy nước miếng. Nước mà. Mỗi lần mà tới kênh mình xem là phải cầm tô cơm ra cái ngồi coi thì ăn cái ăn miếng, ăn miếng, ăn cơm, ăn miếng. Đúng rồi. Tưởng tượng như ăn chung với anh em mình chơi vui. Đúng rồi đó. Cái hộp cóc ăn được không? Bỏ vô đây vậy? Tới đi. Tới luôn à. Ok. Bạn này ý kiến của bạn ơi. Rồi tắt thôi gãy thử dao. Nó cười tới. Số gãy. Số gãy. Đợi chuột cũng gãy. Kìa cái giả kìa. Cọc, cọc. Dạ, có nước luôn. Đây giả à? Uống đi. Giả ra nhuyễn 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 đó. Trời ơi, nước ra rồi. Sắp ra nước rồi. Nó nồng kìa. Thầy chùa nhiễm nước bạn. Km chẳng nghe được cái mùi nồng của nó. Đây nước đó các bạn, chứ phải nước của thầy chùa nhiễm vô đây các bạn ơi. Nước miếng thầy chùa nhiễm vô đó nó nước. Trời ơi nó nhuyễn. Mình chuẩn bị rồi muối ớt các bạn. Nãy giờ đâm giờ dưới cốc mình tách sẵn rồi. Giờ mình bỏ vô cái mình lắc lên. Đây các bạn. Đợi mình. Mình sẽ kêu lô tô luôn. Mình kêu lô tô các bạn. Ê chùa lại chấm. Chấm chị. Vét luôn. Đó. Lấy miếng cốc vét. Rồi. Từ 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 từ. Đây các bạn cái. Khoan lấy miếng cốc vét cái này ra. Rồi các bạn cốc. Mình lắc cho đều lên rồi mình ăn. Đó. Xuống gì ra, xuống gì ra luôn các bạn ơi. Hàng này. Trời ơi nó hực. Đó nhìn là chảy miếng các bạn. Đó. Chị số à? Số gì ra coi? Cái hà cái chậm số to nè. Nói gì vậy? Đây để trời, kêu đi. Kêu gì vậy? Số gì ra? Không ma đầu đinh thì mình gắn súng găng đó. Giờ kêu mình kêu số nha. Không ma đầu đinh thì mình gắn trắng đinh. Bắt cửa. Ê trời, số gì ra nào? À, con ma đâu đinh. Con số gì ra đâu ra, có mấy con số gì ra. À, anh làm gì? Mất mất tiêu rồi. Người ta kêu hay quá, mình kêu được mà. Nhà quan. Ra đây, chú kêu. Nhà quan, chú có
thêm cái này chưa? Mình bỏ mấy cái trái vô mình lắc không đi. Này anh. Đằng đầu đinh thêm. Vô luôn. Cho thêm vô bạn. Lắc à. Lắc ơi, đậu ngoài chơi kìa. Lắc cũng nhập cái chạy luôn. Đu đậu muối kìa. Chứ sao giờ? Đó. Các bạn đều nè bạn. Hấp dẫn chưa? Rồi, lấy cây vào vòng 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 lên. Tình trời là thế thắng là mùa thua. Bẻ ca luôn rồi. Lại nhật. Trộn lên. Muối này còn nhấu hết trơn luôn nè. Chiếc căng các bạn ơi. Thích sẻ không? Rồi. Thích sẻ một lẫy luôn. Cao quá các bạn ơi, mà chưa ăn cái cây nè. Cái gì? Người nói tiếng Hồ. Cái gì xưng xưng bữa hổm đó, người già ca ăn. Rồi, ra trò chuyện trực tiếp với cái thằng mình lên đây. Để luôn. Không, con gái ơi. Tên gì ta? Vũ hả? Tên gì? Đủ. Rồi, ngon lành. Bài hay quá bạn. Rồi. Vô mà. Bỏ vô cái thao ha. Bơi phần nữa đi. Đổ cái thao. Đó luôn à. Ăn trong nồi đi, em nồi hay. Ừ, để nồi đi. Nồi đi. Bây giờ đổ ra, nó đổ rồi cái bỏ uổng. Chưa tô mệt. Thì đó anh cảm thấy nhớ thương em nước của một ủa là quay hay à quay hết á đù gì à đây là ăn trước các bạn mời các bạn nha ôi ơi à, ngon trời ơi chua ghé mạt trời bữa hổm là ăn cam biết, bữa nay ăn được cốc cốc rất là chua chắc các bạn sẽ biết là cốc rất là chua luôn mà thêm ớt kêu lại thì ai chịu nổi không à, cắn thử cái nha trời tôi bạn tôi quá chua lắm bạn ơi chua mà cay lắm ngon không hả ngừng được ở quay mày ăn đồ gì à ăn đồ gì à đủ dạ tình gái chứ đây mời các bạn nha ăn thử rồi chịu ăn nữa đây thanh niên ăn nguyên con cá lóc khi được 50.000 lượt đăng ký nha bạn. Để là cài. Ngon, ngon con cá lóc không? Ngon. Ngon cá lóc luôn á. Ừ. Đây à, bạn. Đây. Mời cái này nha. Cay quá. Cay quá. Cay quá. Ngon, béo. Béo nữa. Cóc mà béo. Béo. Gái nè. Ừ. Quất bạn. Quất vô miếng cho biết. Mời nhà ăn cóc với tem mình nha. Này thứ nào chưa nổi các bạn. Này không có thứ nào chưa nổi hết. Thứ nào chưa nổi. Quá ngon rồi. Mà hơi cay quá. À, ừ. Mình bà, làm video clip này á, các bạn có coi mà chảy nước miếng cũng thông cảm nha. Tại này chua lắm. Đúng rồi. Chua với cay à. Cốc non thì ngon hơn bà. Cốc già ăn bỏ cái hộp. Mình nghe không được. Mà cay quá. Ôi trời cậu nước càng cay các bạn, vui lắm rồi. Trời nó ăn mà nó chịu. Nó chịu. Nó quá là ăn luôn. Dễ thương hả? Này. Cay không? Ngon. Ghê mạt. Ơ trời. Cấm ăn cái bò hồng nha các bạn. Ăn hàng bò hồng là đi bệnh viện á. Ăn cái hộp cho là tới vậy dạ, là tới vậy bể luôn đó các bạn tưởng tượng như là cái cống cái chéo không mà có cái nguyên con voi chung cống chơi nguyên trái luôn các bạn chơi nguyên trái luôn trời ơi trời ngon 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 các bạn mà nấu chè đi nghe anh hộ nha ngon nó chè gì vậy chua chua ngọt ngọt vừa nào vừa cho mặn mặn để nó nào vừa ngon cho. Ngon ngon ăn hai cái cốc luôn à thanh niên à má cay cũng cay nào cũng cay chưa cũng cay luôn á cay cỡ nào cũng quất hết luôn ngon bung bung quá ba lắc lắc gì ngon 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 nãy giờ lắc nó thấm ăn ngon nãy giờ nó rất là thấm luôn à nó không còn cấm luôn cứ ăn tới ăn hết thôi mấy bạn nữ nuốt hột luôn nuốt hột mình đi siết luôn siết ăn thật luôn này mấy bạn nữ mà thường thường cóc ăn gì nè cái nào liếm nè cái bỏ giờ ngồi ôi ăn kem nữa bạn bữa nay
này không phải kem nó chua mà nó cay lắm. Mút kem nha cả nhà. Trời ơi cái mặt phê kìa. Bể luôn. Mà cà chua ăn dữ quá vậy chùa. Ăn không biết mà cà dữ trời. Ăn đổi mụn luôn. Lột lỡ biết nói chuyện luôn à. Kiếm cái nhỏ nhỏ à, quốc nguyên cạp luôn. Đây quá, các bạn nha. Nó dài quá. Khép. Giòn quá, giòn thế là chị nói. Chép chi ra hèm mày ha. Từ từ nó ra hèm mà. Đây. Bà ca hết. Mời các bạn nha. Chạy rồi, cái mà. Ai vậy chơi muối vô có bao nhiêu sượng luôn hay vậy? Cái gì vậy? Trời là trời cay. Tội nghiệp ông quay phim quá. Anh ra gắt cố cầm cự lúc mía giống như khán giả vậy đó. Khán giả đang xem cũng bây giờ anh quay phim bây giờ. Nghĩ sao trời trời miếng khóc kiểu này. Kiểu này mà muối kiểu này nữa mà nó đã thấm rồi thì gặp cô. Trời ơi, em biết sao chạy nước miếng luôn rồi. Chết rồi bên này. Tội nghiệp ông quay phim đó. Cứu ơi, cứu. Ê, ngon. Ra nước mắt luôn rồi kìa. Anh quay phim thấy giờ. Nó cày dữ lắm mấy bạn ơi. Tội nghiệp ông quay phim quá. Cố tỏ ra là mình ổn như sao bên trong nước mắt. Ăn cho quay phim chết luôn. Uống miếng rồi. Mình ăn ở đây mà ở ngoài người xem người ta nuốt miếng mình cũng tội lắm. Nhưng mà mình ăn miếng nữa bạn. Cố tỏ ra là mình ổn như sao bên trong nước mắt là biển rộng. Mở mình dảnh nữa. Ba đi ngay hay quá các bạn ơi. Ngon các bạn. Rồi. Ok. Ấy da. Rồi luôn rồi. Cắn thịt nước vô mắt luôn. Đừng chảy nước miếng các bạn. Ráng chịu khó nhìn ăn dữ quá. Cái hộp mình bỏ nút nút lên. Mình sẽ lấy gắn lấy ngàn biêu nè. Đây ngàn biêu đây. 1000 biêu nha. Ngàn biêu nào. Ngàn biếu nha. Hết đàng hoàng luôn. Ăn đàng hoàng bỏi họng luôn. Đằng này là các bạn cho sôi thoải mái luôn. Mình không có nhả đâu. Ờ. À. Ngon. 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 Đưa cái nước cái giò. Lấy nước làm cái giò luôn. Đừng có hế đi chứ. Quá đã. Sắc luôn á. Ăn mà sạc luôn rồi anh đánh. Mời cây. Mời bạn đi nè. Mình sẽ làm thêm miếng nữa các bạn. Lại miếng này chứ tội mà gà mà anh đó mày ơi. Gọi Caramel dựng máy ăn với cả tem đi. Cay ngon lắm các bạn. Có gì bạn hái làm theo tem mình ăn nha. Rất ngon. Ngon lắm. Mà tuy là cay nhưng mà cay cay mới ngon. Cay nhưng mà ngon. Chỉ có một từ thôi đó là cay là cay. Này chỉ bỏ ớt không, nó không bỏ muối gì em rồi. Thầy chùa tôi thiệt quá khóc luôn rồi. Thầy chùa. Dạ em chứa thầy chùa. Cây quá dẫn má luôn. Không có miếng cây nữa hả? Địt gái vô mà anh. Ngon. Ngon mà cay. Gì nữa nè. Các bạn nha. Làm thêm miếng nữa nha bạn. Đây đó bạn. Mình ăn không nói chuyện nữa bạn. Nó cay rồi. Ừ, đấy, cấp cứu kìa, bên kia cũng cấp cứu các bạn ạ. Quá cay quá, mùi hiểu. Dễ mạt kìa. Quá cay. Quá cay. Cay cay ăn tiếp à. Ăn mấy ngon. Cay vô. Ăn không sao. Cho mấy cái ăn cho mấy anh ơi. Tội nghiệp cam mà cao quá. Đây. Bỏ lên. Thứ nào chịu nổi. Đó. Các bạn hãy làm theo nhớ ăn cơm chứ. Bỏ lên nè. Đi bảy. Đây. Thứ nào chịu nổi. Đó. Và nguyên chiếc nửa trái ớt nha các bạn. Này là cắn một cái là đã. Trời ơi, chịu không nổi luôn. Nghĩ tới thèm rồi, cắn nha. Xin phép cả nhà nha. Đã. Cũng đã. Ai xem thèm thì gắn biết kiếm ở đâu không. Kiếm chỗ gần nhất để mua nha. Không thôi thèm chết luôn. Quá ngon này, quá ngon. Quá ngon. Quá ngon. Ông hồi nay mày nghe chí dẫn mỏi rồi. Được bạc. Sống muối với nước quá trời. Thào. Ai cho nó cay được mà. Má biến dữ được chứ. Mày ăn chẳng biết mình ra nó cay quá rồi ngon. Các bạn có ớt nè. Ớt à? Ở dưới để dẹp. Ớt ở này nè.
quá trời cay à. Thứ gì? Tả nổi thứ đó không? Cay quá mày ơi. Chua nữa, quá trời chua luôn. Chưa? Tao không dám à. Bạn, cái hộp này mình nhai thử hộp luôn. Cái hộp nó chát quá. Chát chát cay cay. Không có mình nhai được không chứ giờ nó dài quá. Rồi nốt các bạn tha tiếp. Cả nhà nha, mình quất cái miếng cuối luôn cả nhà. Miếng cuối là mình chơi lớn nha. Nguyên một trái luôn, chứ không nữa trái nữa. Ở nhà ha, hay gặp lại. Mời cả nhà miếng cuối luôn nha. Đây. Mình chơi miếng cuối mình chào cả nhà luôn, mình chơi lớn các bạn. Đây, ớt các bạn. Chào cả nhà nha. Tỏ ra hẹn gặp lại video tiếp theo. Ngon. Bye bye cả nhà. Chào các bạn nha, nhớ like và đăng ký kênh nha các bạn. Thấy video này hay cho xin một like, share, subscribe kênh nha. Tạm biệt cả nhà.